Xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh channel giới thiệu sản phẩm mới của HD Radio. Hôm nay chúng tôi tiếp tục giới thiệu thêm với các bạn một mẫu micro không dây cao cấp nữa của Zika Audio, đó là micro Zika B6. Đây là dòng mic có chất lượng rất là tốt với những ai đang mong muốn sở hữu một bộ micro không dây chuyên nghiệp, một sản phẩm hát karaoke gia đình chuyên nghiệp cho tiếng ca thanh thoát, bay bổng thì đó chính là micro B6. Với những tính năng nổi bật như là tính năng cảm biến, có nghĩa là micro sẽ tự động tắt sau 5 giây nếu các bạn không sử dụng hoặc là các bạn đặt micro xuống bàn. Sau 5 phút thì micro sẽ tự chuyển sang chế độ ngắt pin. Sau 15 phút thì micro sẽ tắt hoàn toàn luôn nếu như các bạn không sử dụng. Về chất liệu thì tay micro được làm bằng hợp kim, chụp micro thì làm bằng thép chống rỉ siêu cứng và phủ sóng và phủ la lô chống xước, chống nước, chống vân tay và chống bạc màu. Cái tay mic thì bạn cầm vào mùa đông sẽ không bị lạnh. Và có một đặc điểm rất là hay của Zika B6 đó là làm rơi sẽ tỷ lệ hỏng rất là ít. Và củ của micro thì dùng cho karaoke nên có độ nhạy rất là cao, dễ bắt mic, dễ hát, hét to gần thì sẽ không bị vỡ tiếng. Búp sóng rộng, do đó là không đòi hỏi người dùng cũng như là người hát phải cầm tốt hay là hát tốt. Về tính năng tự động dò tìm sóng thì micro B6 sẽ tự động dò sóng sạch và tránh được cái tình trạng là nhiễu sóng và rớt sóng. Phạm vi bắt sóng thì rất là xa, từ 100 đến 200m. Ngoài ra thì cái hệ thống cắt rú rít tự động và 5 mức cắt rú rít bằng tay, do đó là tương thích với lại với bất kỳ một loại âm ly cũng như là loại loa nào và đều không bị rú rít cả. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quan sát kỹ hơn bộ micro B6 mọi người nhé. Và đây là bộ sản phẩm của chúng ta. Sản phẩm của chúng ta gồm có một vỏ hộp B6, sách hướng dẫn sử dụng và kết nối. Hai tai treo đầu vào tủ kỹ thuật chuyên nghiệp. Một dây 6 ly để kết nối trực tiếp với lại âm ly hoặc là vang số hoặc là mixer. Bộ nguồn. Bộ nguồn của chúng ta sẽ chạy là 12V. 500mA. Hai tay mic. Hai dâu. Và một đầu thu mic. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Để biết thêm chi tiết về sản phẩm, các bạn có vui lòng gọi hotline 0917 000 914 hoặc 0969 69 69 4288 để được hướng dẫn chi tiết, hoặc đến trực tiếp showroom HD Radio, địa chỉ 77B Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Xin chào và hẹn gặp lại.